Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái ảnh Đà Lạt này chá. Mọi người nhá. Ảnh Đà Lạt này của ai nhỉ? Ảnh này thì hầu như là auto thôi mọi người nhá. Auto này. Ảnh này cảnh đẹp quá rồi. Ảnh này thì bây giờ chỉ có auto lên xong rồi cùng bản chất là lúc nào cũng là bản chất thì lúc nào cũng là dìm hết tất cả nền chi tiết đi xong rồi mình làm nội chủ thể lên. Nhưng mà dìm ở đây là mình vẫn phải giữ được cái chi tiết, tức là mình phải giữ được cái sắc sảo của cái chi tiết và cái màu sắc nhìn nó phải chân thực á. Đó. Mà chủ thể thế là phần nổi nhất. Ánh sáng thì nó đều lên. Đó là căn ánh sáng này. Giảm highlight này. Đó, khi mà mình giảm như này, mình căn như này, mọi người để ý này. Đó, mọi người thấy không? Mình sẽ làm cho cái bức ảnh của mình nó lấy chi tiết lên cho nó sâu rồi này. Cái chi tiết clarity ở đây mình cộng lên là nó cũng tương ứng với như kiểu mình cộng contrast luôn đấy. Nó vừa được chi tiết mà vừa contrast mọi người nhá. Đó, làm sao cho cái bức ảnh của mình này shadow với highlight nó mềm vào, nó nhìn nó không còn cái độ tương phản nữa. Nó sẽ bão hòa và cái bức ảnh của mình nhìn nó sẽ rất là êm. Shadow và highlight nó chuyển rất là êm. Đây là một cái điều kiện rất là cần khi mọi người xử lý ánh sáng. Mình đánh cái dark lên để cho ánh sáng bạc lên này. Để cho chi tiết của mình này, vùng shadow, cái vùng black của mình nó không bị chết này. Đó, có những cái ảnh của mình khi mà mình làm, mình zoom lên cho mọi người tí, cái mình làm mấy cái file sau mình zoom cho mọi người xem này. Cái phần black không bao giờ nó bị chết mọi người nhá. Phần black nó rất là êm. Cộng màu lên bình thường thôi. Về những cái dạng ảnh Đà Lạt này thì mình có thể phủ thêm một cái lớp màu phim được này. Đó, phủ lên đây cho nó hơi xanh như này này. Đó, cho nó hơi xanh tím như này được này. Bởi vì ảnh HDR nhưng mà khi áp dụng vào kéo màu ấy, thì mình vẫn có thể phủ thêm chất phim xong rồi mình ứng dụng là mình làm nội chủ thể lên vẫn được. Nó sẽ tạo ra một cái chất HDR rất là khác bọt. Nó chứ nó không bị cái kiểu là nó không bị cái kiểu nó bị truyền thống á. Đó. Đây mình sẽ phủ này. Mình sẽ phủ màu này. Ok. Đó, mình sẽ phủ một cái lớp màu thật là mạnh lên để cho tạo được cái lớp phim cho cái bức ảnh ấy. Nhìn nó sẽ chất hơn, nhìn nó sẽ nhẹ hơn. Đó. Đó. Đó, làm sao cho cái chi tiết của mình này, màu sắc của mình nó quyện và mọi người nó êm. Đó. Không đẩy sáng ra mặt lên này. Đấy, màu đỏ lên tí này. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong Photoshop mình xử lý thôi. Cái mây này này mọi người để ý này. Kéo thử cái mây này xem. Sao nó đậm lên tí xem có ra gì không. Mây đẹp không? Ví dụ như mà nhiều người mà thích để vàng lên thì mình có thể xử lý vàng đây luôn này. Đó. Thì set này, đó, xong rồi cộng này. Cộng sẵn đây luôn được này. Đó. Cho nó hơi lên tí này. Cộng màu đây nữa này. Cộng vàng đây chẳng hạn. Vàng hơi đỏ đây nữa. Rồi vàng đây hơn này. Đó. Còn đoạn trên thì mọi người muốn cho nó sâu hơn thì một đoạn trên mọi người đây. Mọi người vẫn để nguyên thế nhá. Thì set lại này, xong rồi cộng clarity lên tí này. Cộng đi hay chứ. Cũng đi hơi lên một tí này, đó để cho nó trong vào để nó nổi được cái vùng màu vàng ở dưới đó. Đó. Cái này thì hầu như những cái lối sửa ống kính thì mình không cần phải dùng đến đâu. Cứ để nó mặc định này, đẹp rồi. Thế là vào trong Photoshop mình xử lý thôi. Ok, open nha. Rồi mình làm cái bức ảnh này trước đi, tí mình lại kéo cái kia vào sau. Hello mọi người. Ảnh Kỳ Hiếu làm HDR được không? Ảnh nào cũng làm được nhá, Tân ơi. Ảnh thẻ cũng làm được mà. Chỉ là mình có biết cách làm hay không thôi. Bây giờ mình cắt cúp này. Bây giờ mình cắt cúp này, mình kéo người dài này. Mình nghĩ là cái sàn này khả năng mình sẽ để nó lên như này đi. Cũng không đẹp nhỉ. Kéo xuống một tí nữa. Nó lộ cái sắt và nó bị xấu thôi. Mình kéo cái này xuống một tí nữa. Đó.
lấp cho lấp cái chân này đi nó đỡ hơn. Đó, mình sẽ nhặt bớt cái chân này đi nè. Không nhìn nó hơi, nhìn nó hơi xấu. Mình sẽ nhặt bớt cái chân này nhá mọi người nhá. Còn cái đoạn trên kia thì mình phải chấp nhận thôi. Đoạn trên thì là lỗi kỹ thuật. Lối kỹ thuật của mấy ông thợ xây và lối kỹ thuật của ông chụp ấy. Đó, ông chụp ông ánh vì bình thường là mọi người chụp là chắc là mới lên à, mới lên đây chụp à. Đó. À cái này ngày trước nó vẫn có mà đúng không, ngày trước nó vẫn có mà, đây là chắc là người ta mới dỡ ra, người ta mới tháo ra chứ. Thế này chắc là đang thay đúng không, thế là mình lên đúng cái dịp đen rồi chứ. Bình thường thấy người ta chụp là cái đoạn này vẫn có mà. Phủ hết mà. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm ảnh nè. Thứ nhất là mình cứ kể cái bức ảnh của mình thôi, mình cứ đi làm ra trước đã, mình cứ nắn bóp mình làm người trước đã. Cần ảnh thì mình tính sau đi. Đó, người mọi người lưu ý là cũng đừng quan tâm quá về cái vấn đề màu sắc hoặc là chi tiết gì cả. Bởi vì cái vấn đề của mình ở đây là mình làm ảnh cho khách hàng, mình chủ thể là người quan trọng nhất. Khi mà một người làm đừng quá là tập trung vào màu sắc chi tiết, trong khi đó người không đẹp á, nên là mình phải vào là mình phải làm người trước đã. Người đẹp rồi lúc đấy mình thích phủ cái gì mình frame cái gì cũng được. Ví dụ như mình làm người đẹp rồi đúng không, mà tự nhiên mình đang chuẩn bị làm cảnh á, thì tự nhiên cô dâu đòi nặng nặc xem ảnh đúng không, đó thì mình có ảnh file cho người ta xem luôn, bởi vì mình làm cho người ta đẹp rồi. Còn ảnh mà mình fill thì có thể là đối với mình thì mình fill cho đẹp hơn thôi, nhưng mà đối với khách hàng có thể là người ta lên là chụp rồi người ta lại thích lưu giữ file gốc chẳng hạn thì sao, người ta chỉ cần làm da mịn cho quần áo, chủ yếu là người ta sẽ liquid là cái phần quan trọng nhất thôi. Đó, liquid là cái phần nắn bóp, là cái phần người ta quan tâm nhất, quan tâm hàng đầu. Đó, làm sao nhìn cho người ta thon gọn thì tất cả mọi thứ nó sẽ rất là perfect. Chân dài thon gọn là tất cả mọi thứ nó sẽ đó, nói chung là nhất dáng nhì da thứ ba khuôn mặt đó. Thì cứ thế mà mọi người làm thôi. Đó, thì cái sàn này bây giờ thì mình phải nói là phải chấp nhận thôi, chứ bây giờ cái sàn này không thể mà cứ ván tình hình được. Không nhặt được, nhặt thì hết. Nhặt thì như người bay xuống chung. Thế này đã. Đó, bây giờ thì mình làm xong ra rồi này. Thì bây giờ mình tạo hiệu ứng này. Tạo hiệu ứng ở đây thì mình chỉ có dìm nền này. Đó, mình dìm nền nhá, mình dìm nền xem như nào nhá. Căn chuột ăn nhân lớp đây này, căn chuột ăn ba này, homitinai này, căn chuột ăn ba này, rồi để mặt nạ lớp này, nhân lớp lên, đó xong rồi group vào, đó, xong rồi để mặt nạ lớp này, dùng cái bật hết bôi này, thôi để nhanh được. Để cái gì nhỉ, để một lớp lên mình nó lại quá, để 70 đi bôi nhỉ. À, những cái ảnh này thì nhiều khi là màu phim nó có thể đẹp hơn đấy mọi người nhá, nhưng mà trong cái buổi livestream của mình thì mình đã nói về HD thờ, nên là mọi người đừng thắc mắc là tại sao làm màu như nào nhé, bởi vì trong nội dung của mình là chỉ có làm HD thờ thôi. Đó, bất kỳ một cái bức ảnh nào anh em gửi qua mail về thì nó sẽ phải để ra thành chất HD thờ hết. Đó, nên đâm ra là mọi người gửi ảnh gì thì mình cũng sẽ làm ảnh HD thờ nhá, báo trước để cho mọi người biết. Đó. Tạo được cái độ đây mình sẽ để khoảng 10 nha. Tạo được cái độ tách ra này. Đó, chủ yếu bản chất mọi người muốn thành công được ấy, thì chỉ cần làm nổi được chủ thể lên thôi. Là tất cả mọi thứ cứ dìm xuống hết là được. Là ngon. Còn tất cả mọi thứ thì mình kệ nó đi. Đó.
Đấy, đây là cái khi mình tìm xong này thì đó, bây giờ mình muốn tạo cái độ chắc ra thì mình chọn AnyABK này, tách ra thì khoảng 20 này, phải rồi thì khoảng 30 rồi, tách ra cái này nó vẫn hơi bị lệch, không làm gì. Rồi bây giờ cái này mình có thể vào trong Nick Color để mình lấy khối nữa, lấy khối bằng tutorial con chat thôi. Hello chân dung hết được luôn này. Ờ, cái nào cũng được hết mà, cái nào cũng làm hết được rồi hết, do vấn đề là do mình thôi, mình thích là nó là HDR thì nó sẽ là HDR, còn mình không thích nó HDR thì mình nó sẽ không phải là HDR. Kiểu như là mình phải trong đầu của mình nó có HDR rồi thì mình kéo cái gì nó cũng sẽ ra được HDR. Rồi mình sẽ chạy thêm một cái lớp total contrast để mình lấy người thôi, còn cảnh này hầu như nó đẹp rồi mình sẽ không làm nhiều, bởi vì mọi người biết là sao không? Mình không có làm nhiều nữa bởi vì cái ảnh ở Đà Lạt lên chụp cái view rất là đẹp rồi thì nó rất là thật rồi, mình không có làm nữa, làm nó sẽ không còn thật, nó không còn đẹp nữa, làm cho nó có nhìn nó gọi là đây vậy mà lại lớp nhá, cho nó ảo diệu thêm một tí thôi chứ không cần phải làm nhiều. Chứ còn mà đã lên Đà Lạt chụp ảnh đẹp, ảnh xin rồi về còn làm ảnh còn lâu hơn cả chụp ở dưới phim trường và chụp ở quê thì thôi, thì thế thì chụp ở quê cho nhanh, cảnh đây nó đã quá đẹp rồi. Bôi này khối này. Chi tiết là da ở đây thì vẫn rất là êm mọi người nhá, da này cực kỳ đẹp mọi người nhá, đó nhẹ thôi đó. Đó, anh em thích phêm màu thì mọi người vào đây phêm thì mình vào Ctrl AnyAS phêm màu xanh lên này, đó hạnh Đà Lạt thì người ta hay phêm màu xanh này vào, màu tím thì ít này, màu xanh thôi, đó nhẹ được. Cho tách ra. Đó, như thế thôi. Cộng hạt lên. Không cần vệ sáng. Không, không vệ sáng nữa. Nó vệ sáng hơi bị tối. Để khoảng 70 nào. Đó. Giữ được chi tiết cho nó được. Cái đoạn này, cái đoạn mây này, nó, chỗ này nó hơi bị xịn. Cho nó hơi sáng sáng lên tí. Đó, muốn tạo ra một cái độ ánh sáng ở bên này sang thì mọi người có thể chọn thêm một cái ánh sáng cộng đấy ở bên này sang này, hơi vàng vàng chẳng hạn. Cho nó hơi vàng vàng sang nhẹ thôi. Đó. Nhẹ nhẹ đạn kiểu dạng như này thôi. Đó là cái cách làm thì làm đơn giản thôi, không cần phải cầu kỳ. Vì ảnh Đà Lạt nó đẹp mà. Đây. Mình nổi được chủ thể lên là được. Đó, đấy là về cái kiểu như là mình làm kiểu dạng chủ yếu là mình làm sao để cho chủ thể của mình nổi lên là được. Mọi người xem có thấy hiểu không? Ok không? Huyền Luân, hello Nguyễn Tùng, Quang Huy, ok, hello Tùng Phạm nha. Đó là mình làm theo cái cách đơn giản nhất thôi mọi người nha, đó không phải cầu kỳ, đừng có cầu kỳ, đó cầu kỳ.